Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Kaz, bây giờ là đến chùa Ba Kinh Thành. Một năm trước, hai năm trước đến rồi, nhưng đã đến lâu rồi nha. Ở đây có mùi hương ngang nè. Nhỏ quê Kaz nha. Ok. Nơi yên tĩnh nè. Trước khi dịch corona có nhiều người du lịch, nhưng mà bây giờ là không có. Mọi người xem video này thì hãy thấy đi du lịch nha, giống như đi du lịch nha. Bây giờ có khói đen. Ta dư sẽ chỗ này thông minh hơn. Ở đây là nồi chụp hình. Bây giờ Kazumu là phun nhanh. Tên của Kaz thật là như thế này nha. Đi đề Kaz đi lô. Là khăn gì nha. Hòa Bình hiện nay có nhiều bão và có nhiều vụ việc buồn đó. Nên cả sự hy vọng Hòa Bình. Rồi mọi người ơi, là xem video này thì như thế nào, cảm thấy như thế nào đó? Là bây giờ cả sự cao nguyên rồi và đi vào chùa này, chùa là
đất đất nơi yên tĩnh nè, đem không tái sắc rồi nhá, thoải mái à, nên ta sẽ đi tìm bạn gái mới không, vào tương lai nè, mọi người cũng hãy đến ở đây nhá để cầu nguyện và yên tâm nha, à yên tĩnh nha, bye bye. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.